Cũng là hoa mà hoa này lạ lắm chú mày ơi, đố biết là cái gì? Quả dâu tây đấy. Anh không biết hôm nay là ngày gì nhỉ? Hiện tại là tôi đang quay cái video này vào lúc qua 23 giờ 23 phút, giờ đẹp không? Hôm nay tôi rất là mệt mỏi và mất tinh thần bởi vì giờ là cả ngày hôm nay là ngồi bọc mít đấy, mệt một cách dã man, thì buổi tối là đang định đi ngủ sớm thì tự nhiên chứ. Alo, em xuống dưới nhà để nhận quà đi. Bắt đầu là một anh đẹp trai, nhà giàu khỏe sinh lý, ôm một bó hoa tươi thắm đến để tặng mình. Ôi giời ơi, quá rực rỡ. Mà anh đẹp trai nhà giàu khỏe sinh lý đây chính là anh hàng xóm. Tao nói mày nghe, trước giờ là tao nói rằng là tao không thích hoa. Anh hàng xóm biết thừa điều đó. Mà mọi khi ví dụ ngày nọ ngày kia thì ông ta chỉ bảo là em thích cái gì thích cái kia thì mua cho thôi. Tao bảo là cái tình cảm của anh nó quá là vật chất, em không phải là cái con người thực dụng. Thế là bây giờ mày biết gì không, bó hoa này không phải ông đặt đâu mà ông ta chính tay tự tay làm đấy, khéo tay ghê. Chắc là cái bên ngoài thì chắc là đặt đấy, còn cái bên trong là ông ta phải tự mua dâu tây về, xong là tự mua cái xiên xiên á, là về tự làm đấy. Thực ra là tao định ngày mai quay cơ, nhưng mà tao tao sợ rằng là ngày mai ăn dâu nó không còn ngon nữa, tao phải quay xong để ăn tiếp, cứ làm như là mình tha văn lắm không bằng lại đi đặt đồ ăn. Chưa hết nha, mà ngày Valentine tức là đương nhiên là phải có sô cô la rồi. Ông ta cũng đặt một hộp sô cô la đó, đây nhìn thấy chưa, đấy đẹp không, đây là có chữ rung rực rỡ đó. Nhưng mà để một lúc, bây giờ kiến nó bâu rồi, bây giờ nào các cưng là há mồm ra, ai chưa có sô cô la thì tôi đút sô cô la cho nha. Nó sẽ không sừng sực nhỉ. Giời ơi, ăn kèm với cả một quả dâu tân lục này, nó gọi là hết nước chấm. Mình sẽ chọn quả nào to nhất nha. Đây, ui giời ui. Nhớ, mời nha. Tao nói mày nghe nhá, được người ta tặng món quà như này thì mình cũng phải thế nào chứ, các cụ đã có câu rồi. Gió cái gì mà gió gió mây mây cái đéo, thì đại khái là mà người cái gì người như nào thì sẽ gặp người như đó đấy. Trước hôm đó là ta đã tỉnh đòn nhá, mình đã tặng cho ông ấy một món quà trước rồi. Hôm trước ta vừa có khoe đấy, là một cái combo sữa tắm và giờ giờ và sờ. Ta nói mình nghe, cái này thực ra nó cũng cũng không phải đắt đỏ gì đâu. Đây ở trong đây có cả sữa tắm và giờ giờ và sờ nữa đấy, mình tặng bốn đứa trước rồi. Hôm trước có đứa nó hỏi rằng là sao anh hàng xóm lại dùng đồ của con trai. Ui sổ ơi, người ta thích thế, kệ người ta. Thứ nhất là cái này này, nó có hương nước hoa thơm cực kỳ mà có thể vừa tắm vừa gội được nha. Còn cái này là giờ giờ và sờ, con trai rất chi là nên dùng, rất là ấn tượng nha. Đấy, thế người ta bảo rồi, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Một cái combo xịn sò này ai biết là bao nhiêu tiền đâu, thì mà đồng người ta mình phải là cho đi mới là lại. Thế này là mình rút kinh nghiệm nha, đứa nào mà chưa được tặng quà ba đông tung là chứng tỏ là chúng mày chưa cho đi đấy đấy. Hôm ngày mai rủ thằng nào đi nờ nờ cái buổi tối cho cái gì thì biết rồi nha. Sau sau đó mình lại nhận lại, ôi dồi, làm sao mà thiệt được. Bye bye, chúc may mắn.